Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft ở đại khủng long. Hiện tại thì mình đang ở trong các khu vực kim tự tháp, nơi mà mình đánh nhau với Ancient Remains đó các bạn. Và đây, mình lại tìm thêm được một cái cave tablet ở cái hang động hollow kia rồi. Và bây giờ thì cũng đã tương đối nhiều rồi đó các bạn. Nên là mình sẽ tìm lối ra. Ok, đây, ngay trước mặt mình luôn. Và trở về nhà thôi. Để mình tiến hành, mình phân tích đó các bạn. Ở tập trước mình khám phá ở cái hang động đó nhưng mà không có nhiều kiến thức gì trơn. Nên là chuyến này mình quyết tâm rồi, phải có đủ kiến thức trở lại đó khám phá nó mới tự tin được ha. Về đến nhà, việc đầu tiên là chạy lên trên gác rồi tiến hành phân tích những cái văn tự cổ này. Ok, sau một lúc thì mình đã có được 5 cái ổ lộn, 6 cái cave codec. Và từ đó mình sẽ mở khóa những kiến thức thôi các bạn ơi. Xong chưa? Ô, hình như xong rồi. Chẳng chờ gì nữa, mở sách ra và xem thử thôi các bạn ơi. Đây, đây, Fallen Hollow Cave. Wow. Và đây, cái Fallen Hollow Cave biểu tượng là hình cái con bướm á. Quay nhìn ghê vậy. Mình sẽ xem lần lượt ha. Con này là con Watcher. Ồ, là con quái vật mà hình như nó hay hù mình á các bạn. Con đó có 30 máu à. Ok, Gulmot nè. Gulmot là con bướm. Rồi, Under Zealot là mấy cái thanh niên áo đỏ lùm lùm nè. Ok, có 20 máu cho những thanh niên đó. Rồi, Corrodon là, con này thì chỉ có 15 máu thôi, cũng không phải quá là nguy hiểm. Vesper. Vesper là con dơi. Con dơi ở cái hang đó có tên là Vesper hết các bạn. Và nó có rơi ra gì không? Nó có rơi ra cánh nha. Wow. Hình như cánh của nó là dùng để làm một vài món đồ hay sao á. Mình coi thử coi. Cánh hả? Phải không ta? Mình chưa thấy. Ôi, hình như có nè các bạn. Wow. Được ấy chứ. Và cuối cùng là Forsaken. Có vẻ... Ê, đây. Đây chính là cái con mà lần trước bọn pháp sư triệu hồi á các bạn ơi. Con này thì... nó 250 máu các bạn à. Không quá trâu ha. Biết tên của nó rồi. Forsaken. Ok. Nhưng mà khoan, để mình đọc lại cái thông tin về cách triệu hồi nó cái đã. Đúng rồi, giống như các bạn chỉ nè, là những tên áo đỏ sẽ kiểu như là niệm phép lên cái con dơi các bạn. Ngoài ra thì không có cái thông tin nào mà mình có thể thuần hóa được cái con quái vật này ha. Nhưng mà thôi, nhìn nó thấy ghê quá các bạn. Thuần hóa gì tầm này nữa. Rồi, kiến thức đã được tiếp thu, bây giờ thì chuẩn bị cho trận chiến trở lại cái hang động đó thôi. Và chiến này thì mình đang có một cái kế hoạch, mình nghĩ sẽ có rất là nhiều bạn thích đây. Đó chính là mình sẽ giúp cho Tremozilla của chúng ta thoát kiếp FA các bạn ơi. Kiểu như mình sẽ có được một bộ đôi Tremozilla luôn ha. Mình nghĩ lúc đó hai nhóc này mà hợp sức dùng hơi thở nguyên thủy thì hơi bị mạnh luôn á. Các bạn có đồng ý với mình không? Thế nên là bây giờ việc của mình cần làm đó chính là mình sẽ chạy qua... Ôi trời, từ lấy thức ăn cái đã. Mình tính chạy qua chỗ của Tremosaurus đó các bạn. Nhưng mà phải có thức ăn thì mới cho Tremo đẻ baby được. Đây, mình còn đúng hai cái đùi nè. Gửi cung lông bay thẳng qua bên đó luôn ha. Bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Ok, chuẩn bị đón chào thành viên mới rồi các bạn ơi. háo hức. Rồi, Long Tham No Si. Mình sẽ cho chị Long. Ôi, từ. Hình như Tremosaurus đang bị mắc kẹt trong này. Dẫn ra ngoài đi. Rồi, ok. Cho chị Long nè. Còn đây là anh Long ha. Đó. Còn nhóc này thì dầm miệng đi. Ok. Và chị Long đang bắt đầu rặn đẻ rồi kìa các bạn ơi. Đây rồi. Trứng của Tremo đã có rồi các bạn ơi. Trong lúc chờ đợi trứng. Ôi, chưa, từ từ. Quên. Mình lấy cái trứng luôn chứ chờ đợi gì nữa. Chờ đợi là trứng nở luôn á các bạn à. Ok, có được trứng rồi. Mình sẽ bay về bên cái ngôi nhà của mình để mình kết hợp với cái một cái đó gọi là gì ta, tự nhiên cái tắt ngang mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà đại khái là rơi ra từ cái con Hu Breaker á các bạn.
đâu nhỉ? Hình như mình để trên gác thì phải. Bên cái thùng này. Ủa? À đây đây đây. À, nó nè, Immortal Embryo. Dạ, chính nó các bạn ơi. Và cuối cùng là những cái tectonic shard. Những thứ này thì mình còn một ít ha. Không sao, đầu tư luôn. Rồi, bấm công thức của Tremozilla X. Yay, vậy là chúng ta đã có được trứng của Tremozilla rồi. Việc còn lại là làm liền một trái bơm hạt nhân ha. Hơi căng. Một khối uranium nè. Ui, từ từ. Mình không để ý nữa. Lại dính phóng xạ rồi các bạn ơi. Cái mặt mình xanh lè rồi còn phát sáng nữa. Khối sắt thì mình sẽ làm thêm một khối ha. Đây, xong phiên. Bấm công thức của bơm hạt nhân. Rồi, và mình sẽ cưỡi khủng long bay. Chúng ta bay thẳng tới cái lỗ lần trước mà chúng ta ấp Tremozilla ha. Qua bên đây làm thêm lỗ nữa các bạn. Mình sẽ nổ bên này đi ha. Ui trời, con quái vật. À, lâu rồi mới gặp cái con quái vật của cái hồ dầu á các bạn. À, lâu ngày không gặp. Hỏi thăm sức khỏe nó xíu ơi. Xong phim. Đấy, lại săn thêm được ít cái hóa thạch ha. Rồi. Ui chỗ này nhiều bò vậy ta. Không đụng được. Chắc mình nổ dưới này tiếp đi các bạn ơi. Nổ trên đó là bò sẽ ngỡm củ tỏi luôn á. Bớt tạo nghiệp lại. Cỡ gà nhân phẩm mình không được may mắn lắm các bạn à. Rồi, mình sẽ bắt đầu đặt cái trứng của Tremor ở đây. Sau đó thầy đặt trái bơm kế bên và chuẩn bị xách cái cung ra. Làm một phát vô ha. Chuẩn bị bay liền nha. 1, 2, 3. Xong phim. Chùa lẹ các bạn ơi. Ủa bắn xong chưa vậy? Ui, bắn rồi. Bay lẹ. Phải giữ khoảng cách nhất định các bạn ơi. Ok, khoảng này mình nghĩ là an toàn rồi. Ok. Trời. Gì? Ui, sao lần này lạ vậy ta? Ui, lần này cục khối nó không có bốc cao lắm các bạn ơi. Mất tiêu rồi. Có vẻ là do mình cho phát nổ ở dưới hơi thấp á. Ui, nhưng mà tác động của nó vẫn rất là ghê nha. Yêu. Và đây nè. Mình đã thành công ấp được trứng của Tremozilla rồi các bạn ơi. Yay. Và để coi. Hiện tại thì đang trong giai đoạn lớn đúng không? Dẫn về nhà đi. Về nhà rồi mình bắt đầu cho ăn những cái thùng vàng ha. Mấy thùng đó thì mình còn cũng tương đối nhiều ở nha. Rồi. Xách xuống dưới và cho cái nhóc này ăn thôi các bạn. Và đây cũng là thức ăn yêu thích nên là sẽ là cơ hội để chúng ta thuần hóa luôn. Đó. Nhai ngấu nghiến kìa. Trời ơi, nhìn cái nhóc này mình nhớ lại Tremozilla lúc còn nhỏ ha. Cũng bé xíu giống như vậy nữa các bạn, nhìn dễ thương lắm. Lớn lên cái bị ngầu. Rồi, tương tự, hy vọng là nhóc này sẽ sớm về đội của mình ha. Ui, chịu rồi nè. Ủa? Nhanh vậy? Yes. Ê. Xin lỗi, anh lỡ tay. Trời, chưa gì, chọi vô nhỏ. Ê, sao chạy vậy? Từ từ. Ủa, sao kỳ ta, mình không nghe lệnh luôn. Ủa, kỳ vậy? Hay. Ok, mình nghe lệnh được rồi. Mình sẽ cho Tremozilla nằm nghỉ đây ha. Rồi, ở đó đợi anh. Anh vô trong lấy đồ xịn rồi anh nhuộm skin cho cưng. Trong này mình còn 5 cái tectonic shard các bạn. Nên là mình đầu tư một cái chắc cũng không sao đâu. Mình sẽ đầu tư cho Tremozilla để xem khi mà Tremozilla sở hữu tectonic shard thì sẽ trông như thế nào. Dạng nguyên thủy là màu tím kết hợp với màu đen rồi đó, mắt đỏ. Còn dạng tectonic shard sẽ là... Quay sẽ có màu lửa các bạn ơi. Da nâu. Ở trên lưng là những cái vảy lửa màu cam. Cũng phát sáng luôn nha. Wow. Cái này gọi là hỏa ngục đi nha. Ờ, kia là Tremozilla nguyên thủy. Còn đây là Tremozilla hỏa ngục hả các bạn. Quay. Cái dạng này nhìn cũng ngầu ác luôn á. Mặc dù còn nhỏ nha, mà đã vậy rồi. Không biết khi lớn sẽ trông như thế nào nữa các bạn ơi. Háo hức thiệt sự luôn á. Ok, giờ thì để cho bộ đôi Tremozilla nằm ngủ ở đây đi ha.
Trong lúc chờ đợi thì để mình hồi sinh một số loài cổ đại nha. Ở tập trước, ở những tập trước nữa cơ, mình có hồi sinh cái loài có tên là Megatherium. Nhưng mà cái loài này khi lớn mình không có thuần hóa được các bạn ơi. Mình chỉ có thể thuần hóa khi mà còn nhỏ thôi. Thế nên là bây giờ mình sẽ coi thử coi mình còn DNA của loài đó không đó. Nếu mà còn rồi mình sẽ hồi sinh luôn ha. Rồi chúng ta sẽ thử nuôi nấng Ủa đây nè, mình còn. Wow. Yes. Được được các bạn ơi. Vậy thì mình sẽ cho vô đây để nó biến thành cái embryo ha. Rồi từ đó mình mới kết hợp với cái máy ấp. Mình còn dư một ít ở đâu ta? Ở đây nè. Vậy để chúng ta ấp một cái nhóc Megatherium khác. Cách thuần hóa mình nghĩ đây là loài thuần hóa cute nhất đó các bạn ơi. Ôi, giờ mới đi ta hình như còn một cái loài cổ đại nữa mà mình chưa hồi sinh được nè. Có tên là Paraceratium. Loài đó để coi coi mình có DNA không cái đó. Hình như là mình không có DNA của loài đó rồi các bạn ơi. Oh no. Sukana vậy. Vậy là không hồi sinh loài đó trong ngày hôm nay được rồi. Sắp tới mình phải tìm thêm những cái DNA còn sót các bạn ơi. Ok, nhau thai của Megatherium mình đã có. Bây giờ mình sẽ ra ngoài này để chúng ta bắt đầu ấp cái nhau thai này ha. Đây, cho vô cái máy ấp nè. Nhét cái nhau thai vô và chờ đợi thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình có thể tìm kiếm một số thông tin về loài này. Để mà ấp được á các bạn thì mình cần phải để Megatherium vào một cái món đồ khá là đặc biệt luôn. Mình sẽ tìm kiếm nó trong này ha. Coi coi nó đâu ta. Đây 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 đây. Dino pouch. Yeah. Với cái này thì mình mới có thể kiểu như là mang theo Megatherium bên người á. Mình sẽ cosplay giống như là kangaroo vậy đó các bạn. Nhưng mà thay vì để trước bụng thì mình sẽ để trên lưng ha. Ui nở nè. Cưng quá à. Ok, xong phim này ha. Để mình vô trong cái làm cái Dino pouch. Hên quá. Insulator mình còn nè. Da thì có sẵn, một ít chảy. Rồi, vậy là mình đã có thể làm ra được cái Dino pouch. Và từ đó mình sẽ thử hốt cái nhóc này vô trong coi. Đó. Và đeo trên lưng coi. Ôi nè. Các bạn coi này. Bây giờ mình đã kiểu như là mang theo được cái nhóc Megatherium trên lưng rồi. Cưng quá à. Nằm gọn khô bên trong luôn các bạn ơi. Tội nghiệp không. Ví dụ mình mang nhóc này ở bên đây được không ta? Ồ vẫn được. Ồ. Vậy là mình vẫn có thể vừa mang giáp và vừa mang nhóc Megatherium ở bên này ha. Và 5 phút sau thì nhóc này sẽ chịu về đội của mình luôn. Nè trong đây nó có ghi nè các bạn. Đã quá à. Rồi rồi. Còn trên này có vẻ là Mozilla còn mấy trăm giây nữa mới lớn các bạn ơi. Mình sẽ gán đợi luôn ha. Nãy giờ cũng lâu rồi, để mình coi coi nhóc này bự chứ ta. Ủa kỹ ta. Có gì đó sai sai nhỉ. Ê hay là mình phải đeo trên lưng ta. Ê mình nghi lắm nha. Trời ơi nãy giờ mình đeo bên đây cũng được đó, nhưng mà không có tính thời gian các bạn ơi. Trời bên này tre Mozilla sắp lớn mất tiêu luôn rồi nè. Trời ơi Lộc ơi là Lộc. Khoảnh khắc này cuối cùng cũng sắp diễn ra rồi các bạn ơi. Tre Mozilla hỏa ngột sắp lớn rồi và wow, chỉ một từ thôi các bạn, wow thôi. Trông chất á. Rực lửa đây. Ôi, cái hơi thở mình nghĩ là cũng sẽ rất là đẹp cho mà xem. Mình sẽ thử cưỡi và chúng ta sẽ tùng hơi thở hỏa ngục. Để xem coi hơi thở hỏa ngục sẽ trông như thế nào á. Phải cẩn thận mới được. Nhắm lên trời nha. Nhắm xuống nhà là xác định luôn đó. Chuẩn bị nè. Quay. Coi kìa. Quá ngầu luôn các bạn ơi. Các bạn thích hơi thở nguyên thủy hay là hơi thở hỏa ngục không? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn nha. Mình thì có vẻ là khá là ấn tượng với hơi thở hỏa ngục ấy. Rồi,
Đội hình trong ngày hôm nay thì chắc cần hai nhóc này thôi các bạn. Là gánh tem hơi bị dư sức rồi. Cho vô trong lát xô đi ha. Rồi rồi. Phần mình thì mình sẽ cởi khủng long bay nè. Nhưng mà kèm theo đó là mình có nên dẫn theo một khủng long khác để hỗ trợ trong mấy tình huống cần thiết không nhỉ? Ê, đúng rồi. Khủng long xương. Yes. Một khủng long rất là bé nhỏ, rất là thích hợp trong những cái khu vực mà chật hẹp ha. Bữa giờ cũng ở nhà mà đâu có đi đâu đâu. Rồi, cho khủng long ở chế độ theo dõi mình. Ok, xong phim. Và trở lại hang động ma mị thôi các bạn ơi. Ê, nhưng mà khoan. Ông nhỏ này đi lạc đâu ra đây vậy? Trời đất ơi. What the hell? Gì vậy cưng? Bộ anh đối xử tệ với cưng lắm hay sao mà cưng bỏ nhà ra đi vậy? Hả? Triceratops? Em không biết sao đi lòn lòn ra đây đây trời. Cưng ghét hư lắm nha Triceratops. À, các bạn biết sao không? Đi xe có thể đi vượt địa hình được. Hèn gì. Em leo rào cái một mà. Chắc mốt phải trồng thêm tre dọc cái khúc đường này mới được các bạn ơi. Không thôi là đi xe ha. Lén lén đi ra ngoài kiếm bạn mới đó. Coi cà. Thủ thế chuẩn bị đi rồi đó. Thôi nha. Mình sẽ đứng đây làm hàng rào. Chặn lại. Không cho đi. Biết liền, biết điều liền. Rồi rồi, đại ca trở lại rồi mấy nhóc kia. Ôi trời 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 trời. Mới trở lại mấy nhóc kia đã xuất hiện liền các bạn ơi. À, láo nháo. Đâu rồi. Mình sẽ cho tre Mozilla hỏa ngục của mình ra trận các bạn ơi. Ok, let's go. Qua đây tre mo. Lại đây mấy tên kia. Lại đây. Đỏ đỏ đỏ, tức giận lên rồi đó. Dậm nè. Dậm nè. Quá là mạnh mẽ luôn. Đằng kia còn một tên bắn luôn. Rồi. Để xem Tremor sẽ làm gì ha. Để coi. Giọng à. Ui, quật đuôi các bạn ơi. Trời đất ơi. Ê, xa xa còn cái con quái vật. À, nó cũng biết đụng thổ kìa các bạn. Bọn này chơi đụng thổ không mà. Không có xanh chín gì trơn các bạn ơi. Thôi được. Mình sẽ xuống dưới xanh chín cho bọn chúng. Ôi kìa kìa kìa. Mình thấy có con dơi. Có mấy tên pháp sư luôn các bạn ơi. Để cho bọn chúng á kết hợp sức mạnh đi. Ê. Ây da. À. À. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Nhiều dơi quá các bạn ơi. Hiện tại mình đang kiểu như là vác cái nhóc Megatherium trên lưng nữa. Ôi trời, hai nhóc này chuẩn bị dùng hơi thở sao vậy? Trời, hai nhóc kia dùng hơi thở luôn. Wow. Ba cháy bò chét thiệt các bạn ơi. Còn mấy tên kia đây làm gì? Ê. Ai. Bọn chúng định hội đồng mình. Oh no. Ừ đúng rồi. Mình sẽ lại gần. Hai cái nhóc Tremozilla. Wow, mạnh thiệt các bạn. Đúng kiểu là bảo kê mình luôn á. Ui da, đau quá. Ow. Đúng rồi, đứng gần có gì cho khủng long hỗ trợ. Đấy. Con nào lén phén lại là ha, ăn ngay cái quật đuôi liền. Clear rồi. Cái đám áo đỏ rồi dơi các thứ bây giờ đã không còn tên nào ha. Công nhận sức mạnh tuyệt đối ghê. Đi ăn hiếp mới còn yếu yếu. Rồi, giờ thì đợi cho bọn chúng triệu hồi cái con quái vật thứ dữ các bạn. Lúc đó mình mới kiểu như là coi sức mạnh của cái con đó khi mà chiến đấu với bộ đôi Tremozilla của mình thì sẽ như thế nào ha. Mình nghĩ là chắc cũng sẽ giành được chiến thắng thôi. Ui, sau một khoảng thời gian gánh vác cái nhóc Megatherium thì bây giờ nhóc ấy đã được mình tem rồi các bạn ơi. Ê, đây nè, mình đã thuần hóa được Megatherium rồi. Ok. Nhưng mà để an toàn cho nhóc này thì mình sẽ cho nhóc ấy vô cái túi lại ha. Rồi, sau đó mình sẽ mặc giáp vô rồi. Giống như bình thường thôi. Rồi, tự tin rồi đó. Nhưng mà có điều nãy giờ mình vẫn chưa thấy bọn chúng làm cái nghi thức triệu hồi cái con có tên là Forsaken các bạn ơi. Kỳ vậy ta. Ê, mình nghe tiếng rồi.
Kìa 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 các bạn ơi, bọn chúng đang thực hiện nghi thức kìa. Ai? Rồi, sắp rồi. Lần này mình mới nhìn thấy tận mắt luôn á. Lần trước nhìn không có trực diện giống như vậy các bạn ơi. Kìa. Năm tên, 6 tên luôn, 6 tên làm phép vô một con dơi. Ui. Ê, nó tấn công từ xa được hả? Ê, lộn. Ây da, từ. Mình cần tre Mozilla. Ok, đây. Cho hai người bạn của mình ra liền. Ok. Dạ, trời. Giỡn mặt hả? Lần này mình dám lá cạo luôn các bạn ơi. Ôi, Tremor chuẩn bị dùng hơi thở. Đúng rồi, tấn công đi. Hỗ trợ tôi. Đúng rồi. Hơi thở nguyên thủy đẩy lùi. Wow. Hơi thở nguyên thủy đã kết thúc được cái con quái vật kia rồi các bạn ơi. Nó không kịp ngáp luôn mà. Bá đạo trên từng hạt gạo nha. Đã quá các bạn ơi. Và coi mình được 8 cái Poor Darkness. Ok, mình sẽ săn thêm khá là nhiều những cái Poor Darkness nha. Bởi vì đó là nguyên liệu để chúng ta làm vũ khí nè. Cũng như là những cái món đồ trong set giáp. Ok, chưa để mình coi. Cũng lon nào sắp dùng hơi thở vậy. Ê, Demozilla hỏa ngục. Mình đứng yên thôi. Ok. Tremor mà dùng hơi thở thì chúng ta chỉ cần đứng yên thôi các bạn. Kẻ địch sẽ tự khắc ha, bị hơi thở thiêu đốt thôi. Wow. Tính ra nãy giờ mình không làm gì luôn á, mình toàn ra lệnh cơ mà các bạn à. Khủng long làm hết trơn rồi. Công nhận nuôi nấng được khủng long ha, bự tới tầng này ha. Được nhờ thiệt sự các bạn ơi. Ok, mình sẽ gắng chờ đợi cho bọn này nó hồi sinh thêm cái con quái vật mang tên Forsaken thêm một lần nữa ha. Mình lại phát hiện một đám bắt đầu cái nghi thức đó nữa kìa. Ê, lần này mình sẽ không nhờ Tremor mà mình sẽ thử cho Modern Remain các bạn khủng long xương ra trận. Xem thử như thế nào. Rồi. Và mình cũng sẽ thử sức chiến đấu với nó luôn ha. Ui, hơi căng á, kẹo này hơi căng các bạn ơi. Ủa nhưng mà gì đây? Bình tĩnh cưng. Bình tĩnh nha. Đừng có đi lung tung nha. Ui, nó triệu hồi nữa các bạn ơi. Trời ơi, cái con quái vật này. Áo. Đúng rồi. Hỗ trợ anh khủng long. Khủng long xương. Ây da, nó cắn mình. Ui da, con này cắn đau hết nha. Rồi. À. Nhưng mà không, con này nó phòng thủ không được cao các bạn ơi. Mình có thể tấn công nó. Nó bị thốn luôn. Ui, tranh thủ đỡ. Ừ. Ha. May quá mình có khiên xịn. Ủa, nó xài skill gì ấy? À, nó biến đen thui các bạn ơi. La hét cái gì? Tranh thủ hút nó nè. Ê, nó cắn mình. Nó dùng khiên đỡ thôi. Này thế. Berserken hả? Yeah. Mình cũng có thể solo được với con đó các bạn ơi. Nãy giờ thì Modern Remain cũng hỗ trợ mình cắn mấy tên đệ các bạn. Ôi, em cũng trọng thương rồi các bạn ơi. Không ổn. Được rồi. Trời ơi, còn sung lắm. Nghỉ ngơi đi. Wow, bữa nay người bạn nào dẫn theo cũng hỗ trợ mình hết mình ha. Đúng là anh em xương máu có khác. Và mình đã có tổng cộng là 15 cái Poor Darkness rồi các bạn ơi. Ừ, mình thấy như vậy cũng tương đối nhiều rồi đó. Bây giờ mình sẽ săn những cái con Gormoth này nữa. Để mình lấy cái món đồ nó rơi ra và về chế tạo đồ các bạn. Lúc này thì chắc phải cần tới cây kiếm có dòng nhạc của mình rồi đó. Ui, nó bay cao vậy ta. Với cái đà này chắc... Ê, đây. Hey. Yeah. Ủa, ok. Ủa, đây rồi. Yeah, cuối cùng cũng săn được rồi các bạn. Ui, được 7 cái luôn à. Nhiều phết ta. Rồi, 7 cái thì mình sẽ làm được đâu đó. À, mới có... hai cái Shadow Silk à, các bạn ơi. Chắc là mình phải săn thêm khá là nhiều đây. Ok. Và sau một lúc thì mình cũng đã có được cỡ 20 cái Mod Dust rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ làm lại coi mình sẽ có tổng cộng là đâu đó cỡ
10. Ừ, mình sẽ làm trước 10 cái đi các bạn. Rồi, xem thử coi cái sách giáp làm từ cái Shadow Seal này sẽ cần những gì ha. Đầu tiên là một cái áo choàng. Ủa, cái này áo choàng hay cái quần ta? Hình như đây là cái quần các bạn ơi. Ừ. Cần 7 cái Shadow Seal nè. Làm luôn ha. Tiếp theo sẽ là cái áo. Ủa, ở đâu? Hình như đây là cái choàng cổ các bạn. Ừ, chứ không phải cái quần nha chàng. Ai lại lấy cái quần tròn lên cổ. Và cái phần này là cái phần nón nha. Cần 4 cái Shadow Seal đúng không? Mình sẽ làm thêm một lần nữa. Ok, đủ rồi ha. Làm liền cái nón nè. Và set này hình như chỉ có 2 món thôi các bạn ơi. Ok, và mình đã mở được cái thành tựu rồi cơ. Mặc cho thử không? Thử ha. Ê, ê, từ từ. Mình sẽ lấy em này ra. Rồi, mặc vô. Cái này có choàng cổ và nó còn có cái phần phủ phủ ở phía sau nữa kìa các bạn. Mình chạy khá là đẹp á. Wow, đúng là áo tròn bóng tối có khác. Có 2 con mắt nữa cơ. Rồi, cái nón thử coi. Ui, sao nhìn mình giống như bị tha hóa vậy ta? Mắt mình màu đỏ rồi các bạn ơi. Ui. Ây da, ây da. Ôi trời. Ủa sao bảo cái này có skill mà. Ok à. Có gì đó sai sai rồi. Ủa. Không được, được, phải đọc sách lại các bạn ơi. Té cú đó hơi đau nha. Nè, cái set giáp này bao gồm Hood of Darkness cũng như là Cloak of Darkness. À, hình như phải đợi cho cái kỹ năng ở chính giữa các bạn. Đó, nó đầy lên thì mình mới có thể dùng được ha. Trời đất ơi. Quê xệ thiệt. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn vô một cái. Làm thêm trái táo đi cho chắc. Lỡ té cao thì cũng không có sao. Rồi, và dùng kỹ năng thử. Ủa? What? Wow. Kỹ năng bá đạo gì đây? Ui. Kỹ năng này hơi bị kinh các bạn ơi. Cái này kiểu như là mình sẽ lướt trong bóng tối các bạn ạ. What? Cái này dùng để chạy trốn là hơi bị đỉnh nha. Các bạn thấy sao? Ui, không ngờ set giáp này lại bá đạo như vậy. Mình thích nó, mình thích nó. Ôi ôi, bọn này định ăn hiếp mình. Quá đáng thiệt chứ. Tremozilla hỏa ngục, đúng rồi. Cắn đi. Mình đứng đây và ra lệnh cho Tremo ha. Con nào láo nháo là sẽ bị Tremo ha. Tấn công liền. Quật đuôi. Hay lắm. Dậm luôn. Ui, được cái thành tựu gì cơ? Cái knife out gì cơ? What? Thành tựu đó là gì vậy? Nhặt được cái Ui, mình nhặt được cái con dao các bạn ơi. Ôi, mình mới nhặt được con dao gây yếu đuối nè. Wow. Được vậy, không biết con nào rơi ra nữa. Hình như những cái tên áo đỏ lùng lùng kia các bạn ơi. Ok. Thôi, kỹ năng của mình đã sạc xong. Bây giờ thì biểu diễn lại thôi. Bay siêu nhanh luôn á. Thích mà. Quay. Ui, và ở trạng thái này hình như. Ui dồi ôi. Hết rồi. Không biết là có đi xuyên tường được không á. Hồi nãy mình test thì hình như là có vẻ là đụng tường các bạn ơi, chứ không xuyên tường được. Quay phải xuyên tường nữa thì hơi bị bá đạo luôn. Rồi, để cho Tremor phun hơi thở coi. Hơi thở quá ngục đã phun xong. Rồi, chắc em cũng mệt rồi đó. Vô trong nghỉ đi cơ. Mình cũng đi về rồi các bạn. Chúng ta đã hoàn thành xong cái việc khám phá hang này rồi các bạn. Mình thấy là ngoài những con quái vật ghê rợn này ra thì trong hang này cũng không còn gì giá trị để cho chúng ta có thể lấy về ha. Về tới nhà thì mình sẽ cho Tremor, ổ lộn, cũng Lâm Bài nghỉ ngơi ha. Sớm giờ mình cửa em cũng hơi nhiều các bạn. Sau đó thì cũng cho cái nhóc đâu rồi, Megatherium. Chính xác, mình sẽ để cho nhóc này hòa nhập với đồng loại ha. Ở đây. Ok, lại đằng kia chơi đi. Gia đình mới á, gia đình mới có cưng á nha. Thấy cưng không? Về phần Tremorzilla thì mình sẽ để cho bộ đôi này tiếp tục nghỉ ngơi ở khu vực cách ly này ha. Chỗ này là ổn nhất rồi. Còn không còn chỗ nào khác cho bộ đôi này đâu. Đó, ôm nhau ngủ đi nha. Cho nó tình cảm.
Wow, và bây giờ mình sẽ có một bài speed test các bạn. Test tốc độ của mình bay từ đây qua khu vực tít đằng kia sẽ trong bao lâu ha. Ê, nhưng mà quên, cái này là set độ bóng tối các bạn. Ở ban ngày ban mặt không có xài được. Quê sệ quá. Ê, nhưng mà ngoài ra thì cái này nó còn có thể làm được cái drift ball, một cây cung các bạn ơi, cũng như là một trái táo. Các bạn có tò mò về cây cung này không? Mình nghĩ chắc cũng nhiều bạn tò mò, nên là thôi, để mình giải đáp cái sự tò mò của các bạn ha. Rồi, làm liền cái drift ball. Nhưng mà cái này thì hiện tại chưa được enchant. Đầu tư luôn, test thôi đó mà cùng mình cũng sẽ enchant ha. Để coi nó có dòng mà sửa chữa ổ lộn vô hạn không. Ui, nó có những dòng enchant khá là đặc biệt các bạn ơi. Cái dòng này thì sẽ giúp cho cây cung này không có tốn mũi tên khi mà dùng trong bóng tối các bạn. Ui, nhưng mà nó không có sức mạnh này. Vậy thì mình phải cất mũi tên vô trong, sau đó thì chui xuống dưới hang các bạn. Dưới hang là đảm bảo là không có ánh sáng rồi đó. Rồi, ở đây thì mình sẽ bắt đầu. Ủa, có bắn được đâu? Ủa, cái gì vậy? Lừa à? What? Ôi, bắn được, nhưng mà nó yêu cầu phải có một cái mũi tên giống như là dòng vô hạn vậy đó các bạn. Và cuối kìa, khi mình bắn, mình sẽ vận sức bóng tối vậy nè. Wow, bắn đâu cả 10 mũi tên một lượt các bạn ơi. Vũ khí này cực kỳ bá đạo trong bóng tối luôn nha. Ê, con kia, định làm gì? Ủa, ok, cái mũi tên này bắn lạ lắm các bạn ơi. Ui, mặc dù nhiều mũi tên nhưng mà có vẻ sát thương của nó không tương xứng các bạn ạ. Cái này đúng kiểu là màu luôn á. Trời đó. Ui, mình bắn tới 4 phát mới hạ được một con zombie. Mèn ơi, ai chi mà nó mạnh mạnh xíu, mình còn flash với các bạn đâu được. Yếu xèo như vậy flash gì nữa. Quê sệ quá đi. Ok. Thôi, bỏ qua cái cung đi. Mặc dù trông nó ngầu thiệt nhưng mà cái này chỉ để làm màu thôi các bạn. Chúng ta sẽ test tới tốc độ của set giáp và bóng tối này. Mình sẽ thử phi một phát một qua bên cái chỗ của khủng long siêu to khổng lồ. Ủa gì ta? Quên mất tiêu tên nè. Tự nhiên nó tắt ngang mình quên ta. Nhớ rồi, Atlas Titan các bạn. Ok, thử xem. Một phát thôi nha. Let's go. Ok. Nổi không? Wow. Một phát nữa các bạn. Tới bên công thuyền bên này luôn. Kinh thật sự. Chứ kìa, Atlas Titan sau khi lớn đó các bạn. Wow. Ê, chưa. Từ từ. Hình như gia đình Atlas Titan Ủa sao mất hết một thành viên rồi? Ê. Ủa? Ông nhỏ này chưa lớn chứ không phải là mất thành viên các bạn ơi. Quê sệ quá. Ê. Mà hình như mình chưa có tạo ra Atlas Titan dạng nguyên thủy đúng không? Nếu vậy thì để mình về nhà. Mình lấy cái Curiosity, mình biến Atlas Titan về dạng nguyên thủy coi thử ha. Chắc nhiều bạn cũng tò mò lắm đây. Rồi, mình cũng có dư khá là nhiều nè. Lấy một cái, lên nóc nhà. Và chúng ta phi nước đại qua bển á. Let's go. Đã quá các bạn ơi. Bay tự do trên không luôn mà. Trời ơi, máy tính mình lót muốn không kịp luôn. Oh my gosh. Rồi. Đáp qua bển á. Mình sẽ biến Atlas Titan này trở về dạng nguyên thể. Rồi, chuẩn bị. Balasibum. Wow. Dạng nguyên thủy của Atlas Titan này các bạn ơi. Cái tông màu nó hơi hơi khác so với Atlas Titan dạng Tectonic á. Dạng hỏa ngục các bạn. Nhưng mà không sao, cũng có cái nét đẹp riêng á các bạn. Trông khá là lạ mắt luôn á. Chắc tại mình nhìn quen cái hình dạng lúc màu cam rồi á. Là mấy cái con này đi xuống đây hoài. Ui trời, mình lỡ bắn chúng khủng long mình. Công việc ở đây cũng đã xong ha. Giờ thì về nhà thôi. Let's go.
Bay như The Flash vậy đó các bạn ơi. Quá đã. Rồi, và hôm nay các bạn thấy bộ giáp này như thế nào? Và sức mạnh của Tremorzilla dạng nguyên thể các bạn thấy có ấn tượng không? Mình thì thấy cực kỳ ngầu ha. Hơi thở hóa ngọc mà, quá là chất lượng luôn. Và sắp tới, có thể là mình sẽ tận dụng set giáp này để đi khám phá và phiêu lưu nhiều hơn á. Mình thấy nó rất là hữu dụng luôn á. Hy vọng rằng chúng ta còn có thể thuần hóa cũng như là làm bạn với nhiều loài khủng long còn lại ở trong thế giới thời đại khủng long này ha. Và bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lockroot cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo trong hành trình thời đại khủng long. Bye bye.